Bây giờ u unlock luôn King Lama T-shirt S E S I G 556 Lama mang mã. Ôi nó unlock miễn phí nè. Nó không tốn tiền quá. Torn Ash Weapon Camo. Một cái đó tốn tiền quá. Có cái gì? Có cái điếu xì gà 30 G36 weapon. Nha, anh chơi bằng tay cầm đúng không? Ừ, anh đang chơi bằng tay cầm. Closed beta anh lại không chơi con nữ, anh chơi con nam. Chơi con nam cũng đẹp. Mà giờ nó trao đổi qua đổi lại hay. Save your character. Ở mà nãy anh chưa có xếp lại. Đổi mặt coi. Keller Snake Foxy. Nhìn nhỏ kia đúng giống Ấn Độ luôn. Thấy Sparky cũng đẹp nè. Murphy. Thấy Sparky đẹp nhất nè. Hay color brown, blue. Nó anh phải mắt xanh lắm nha bạn. Facial. Con gái nó không có râu. Để đầu chọc nha mấy đứa. Gái để nhiều cái đầu chắc quá. Gái không được để nhiều tờ loại tóc quá ha. Con trai anh thấy để đủ kiểu, con gái để có mấy kiểu à. Ủa chỉnh cái loa là ở đâu ta? Audio phải không? Ừ audio. Ừ. Open mic. Output. Open mic nữa hả? Ừ kéo xuống dưới cùng. Open mic. Open mic sensitive mod hả? Ờ không, mày tắt sang cái mày chuyển sang cái manual hay nó là automatic á, mày chuyển sang manual. Razor slash. Scar. Ủa sẹo. Thôi. Xấu quá. Ủa không bạn nào mời mà nói chuyện. Appearance. Vô phòng ta đi, vô đi. Facial pain. Rồi như cu. Đù nhìn giống bao, cái này nhìn bao giống camera luôn á ba. Đợi từ từ, đợi tao làm cái gì DJ Berico. Sapper. Phương xíu vậy ta. Tao là thích xăm nguyên một cái tay luôn. Blood Eagle. Vãi cả để hình mấy thằng này. Vãi thật. My Familia. Ghostly School. Close. Ôi, giờ đã ủa, không đau hả? Đang đau thử. Má đau thử lần này nữa mà đéo được nữa thôi nghỉ mẹ. Nó fix rồi mà, nói gì. Vest Tactical. Ôi cái áo này ngầu vãi. Ôi mấy cái áo này ngầu vãi. Có cái quần nào màu trắng không? Accessory. Ồ, phụ kiện. Nhìn ngầu phải đấy. Nhìn này càng lúc càng ngầu. Đang nhìn. Nhìn full set camera. Nhìn giống thiệt luôn.
Shema. Ờ, này để với chị. Ô, hết baseball cap. Ủa giờ vô à. Vô phòng sao tao quên rồi. Vô phòng online sao tao quên rồi. Mày vô cái lobby bấm cái touchpad vô cái lobby á. Mày chọn vô cái của tao á. Mấy cái mũ này nhìn cũng đẹp ấy chứ. Nhìn mấy cái dưới là đội lên mấy cái mà cái banh mấy cái mà mũ Hàn Quốc gì ấy. Nhìn hoa hồi nhìn giống như là The Division vậy. Thì anh nói mấy cái cáp hả? Mấy cái nón gọi là nón gì anh không biết nói sao. Nón cáp hả? Mà cáp á, cái mũ cong đúng không? Cái lưỡi cong đúng không? Cái đó là cái nón lưỡi chai rồi. Cái mà cái đồ chùm đầu á. Cái mà cái mũ len á, đúng rồi mũ len á. À cái mũ len á. Cái mini á hả? Ừ. Cái mũ len á, còn cái kia là cái lưỡi chai là khác rồi. Lưỡi chai là khác rồi. Bạc bạc. Mấy này để làm cái customize cũng chi tiết vậy đấy. Màu sắc các kiểu nhìn nó đã hơn. Đồ mới lâu lâu có chó FPS mà đang lái máy bay khổ. Má chó FPS hoài luôn ta. Ồ má nhìn đây, ngầu quá. Đó, nhìn ngầu quá. Nè, nếu mà em lưu lại là em đâu có chỉnh lại được nữa đâu. Cái này thấy đang có sniper nó. Nhưng mà như nó spot dễ. Bèo ơi, xử. Bèo ơi, xử sniper nha Bèo, anh không có súng. Đừng mắc bị tụt FPS, tụt FPS rồi. Ừ, anh cũng bị tụt nãy giờ. Tụt FPS rồi. Rồi, vừa mới tụt xuống hai mấy FPS. Này, thử sniper chứ đi. Mày để mày đi, tao chỉnh lại thì tao thấy nó bớt giật hơn, nó bớt chóp hơn thôi chứ còn có còn vô đây nó còn có 45. Ừ, tao còn 42 nè mà. Có hẹn thì đi. Đó còn sniper em thử được không? Còn thằng sniper bên này nè, giết được không? Để tao giết. Mày có súng ngắm không? Ờ, có súng ngắm đi. Để không được. Để dân beo nè, ngay chỗ anh với thằng Hiếu nè, có thằng sniper nè. Em xử nó được. Nhiều dân beo, có súng ngắm mà mày có súng ngắm không Hiếu? Tao tưởng mày có chứ. Ừ. À tao có mà tao đổi súng rồi mà. Giết đi. Rồi má tao bị chó bé bé rồi. Đứng luôn á ba. Tao lâu lâu tao bị đứng. Tao bị đứng vài giây. Là do tụt FPS. Không được cái hiệu ứng nó đã hơn rồi ba. Mưa miết cái kiểu. Có điều here we go. Game này giống như cái game mà bạn phải dùng mà. Ai biết dùng này đi. Looking for the captain who's in contact with Yuri and Polito. Các bạn muốn chơi mượt mà nhất thì bạn chơi 1080. Nhưng mà giờ tao chưa đi nước, chưa đi nước ngoài đâu, không build máy được đâu ba. Ủa gọi đổi cái góc nhìn bấm sao quýnh nào. À đây rồi. Cái nút cột chữa. Rồi, tôi biết rồi, nhưng mà mà của mày là tay cầm. Tôi chơi tay cầm, nhớ biết rồi. Có cái mod này hay gì nè. Nice. Cái nòng ngắm nè. Ờ đúng rồi, đây có cái nòng. Ủa mà nó tụt hoài luôn quá. Mà nói chứ sửa thằng Captain thôi mà chứ đâu sửa thằng nào khác đâu. Đâu cần phải bắn hết nguyên đám này đâu. Leo luôn vô nhà thôi. Rồi mày y hàng tra khảo hàng cấp tình thôi được rồi. Tao đang hack bà.
eyes on a new deck. Tell me where. Easy. Come in there. What the hell is this? How's it going, Fuxton? Mierda. Tôi lôi cho thằng này ra chỗ khác rồi. Có đứa nhìn mà. Vô trong tra khảo. Tự nhiên nãy tao đang tra khảo, tự nhiên có đứa nào nó nhìn nó, cái nó báo cái hình kia lên. Giống camera vô. That's your choice. But with a parasitic fucks like Yuri and Polito, one day that might be you. Ôi, ngoài biển á. Ê, có mấy thằng ở dưới hay sao thôi. Mà xử mấy thằng đó được không? Tao đang tra khảo rồi. Thì tôi thấy mấy thằng nó đứng dưới chèm vòng mà. Không bắn được. Canh thôi, chứ đừng nói nó phát hiện tao được rồi. Nên là mấy cái này mà chết chạy nó on alert rồi. Polito. Chắc khảo gần xong rồi, từ từ để nó lẹ mày ơi. Chắc thằng này nó lẹ rồi, mày nó lẹ coi, mày khai nó coi. Ôi, cúp điện luôn mới ghê chứ bà. Ghê quá. Cúp điện. Tao cúp điện. Ê, nó bắn ai vậy? Ai biết, tao đâu bị phát hiện đâu. Ra thôi. Ôi, tao có cái súng nhắm luôn à. Không á. Ôi, mà nhiệm vụ mình lại vậy gì? Ơi lại cứu beo quá nè. Ôi, từ từ nha, có thằng á. Có thằng ngay đây nè. Nice. Thằng này không có lết được nha. Hình như em gục luôn mà đâu lết được đúng không? Rồi đi. Tao bắn rồi. Ê, sau lưng tao có nè. Nó vô sai. Ra bằng cái đường nãy mình vô á. Bây giờ đi hướng nào? Quên bà cái đường vô, vô rồi. Nó vô. Mà tao quên đường ra rồi. Đường vô đây nè. Giờ là không có chỗ nhảy ra. Phải đi cổng chính ra ba, phải đi cổng chính đi cái cổng bên kia kìa. Có thằng kìa bắn luôn. Bắn rồi. Nó chưa phát hiện. Nó bên trong mà. Chưa thấy, nó chưa thấy tao. Rồi, nó thấy tao rồi. Mình chỉ cần chạy ra khỏi chỗ này thôi mà. Tại như lát có xe gì vô đó mà. Thế nhưng mà lúc mà chạy ra cái này nó lại FPS nó lại tăng nha. Tại lát có mấy cái xe gì của nó vô. Nguyên bác supply hết nữa. Nghe đúng. Không bắn vào được cái này nha, chán ghê. Giờ nó thêm có thêm, ừ mới một đống đây luôn Hiếu ơi. Một đống luôn Hiếu ơi. Giờ cái nước chạy ra ngoài thôi. Ơi, nó bắn đâu. Mày bắn đi, tao chở mày phóng ra ngoài tao luôn. Tao không bắn qua được cái cửa đó ba. Ý là tao chở mày hẳn ra cái ngoài luôn hiểu không? À. Tông hẳn cái cửa đâm đi ra luôn. Thôi lấy máy bay này thôi, rồi lấy máy bay nè ba. Thôi đi máy bay. Đi máy bay đi. Má là chạy lên thôi mấy. Ô sao bêu gục à hả? That tank goes down. We poke the hornet's nest. Nói lên con gì nữa súng ngắm của thằng này nó không có. Trời đồ. Ủa cái đồng ngắm của. Ơi cái đồng ngắm của thằng này đảo quá. Ai dưới này có thằng nè. Dưới chỗ tao chết có thằng đây nè. Có thằng dưới này nè. Mày nhìn ngay chỗ hướng tao nè. Mày nhìn ngay chỗ hướng tao chết nè, có thằng nè. Nó đang ngắm lên mày đó bạn. Tao đang bắn nè. Ủa mấy cái cây này bắn đã quá. Đã quá bạn. Có điều không có giảm thanh nhưng mà bắn đã lắm ba. Ê cái này nó không xuyên tường được mấy. Tùy chỗ ha. Rồi, tao biết rồi, tao thấy thằng đó rồi. Boom, target down. Dân sát. Xuống cứu mày cái đây. Deploying drone. Á, đồ mới chết mà cũng bị shot FPS. Á, đồ thấy mày té xuống, thấy mày nhảy xuống tục lắm mà. Come on, buddy. Vậy nào. Ôi mà cái, coi cái cây này có cái nòng ngắm đã lắm rồi.
cái nòng ngắm đúng dài mà đúng chi tiết, đúng cái dễ nào? Bắn luôn chứ cái không nào? Có không chứ phải là dùng cái nòng ngắm kia ba, cái này dùng cái nòng ngắm sniper ba. Cây nào? Cái cây tôi đang cầm này á, nó đúng cái game này cái sensitivity của nó yếu quá, thấp quá. Ờ đúng, yếu luôn, thấp. 360 no scope coi. Ngon. Có cái súng càng ở đây nè. AMG đúng không? Ừ hình như vậy anh cũng rõ. Ừ đúng rồi, AMG đúng rồi. Ta được cái nòng ngắm mà. New LMG. Pick it up M40A5. Cái này. Đồ cái nòng. Đồ cái này cái nòng ngắm đã quá Hiếu. Tao được cái nòng ngắm panoramic sight. Ủa mấy cái nòng ngắm này nòng ngắm sniper ba, đúng đã luôn Hiếu. Thế cho tao giữ cái cây này quá Hiếu ơi. Cây này nó ảo hơn bình thường nhiều quá. Ơ, vãi. Ờ, tao có cây đó nè. Không mà cái nòng ngắm ba, vấn đề là cái nòng ngắm của cái cây này ba. Nòng ngắm sniper ba, chứ phải nòng ngắm mà kiểu nòng ngắm thường mày đang dùng ba như vậy nè. Cái nòng ngắm nó bao bự luôn nè Hiếu. Đúng rồi, thấy rồi. Cái nòng nó bao bự luôn. Để tao coi, tao cắn cái nòng giảm thanh vô được thôi. Tại bốn dĩ cây này không có nằm trong thanh. Không cho chỉnh luôn mày. Không chỉnh đi thôi. Park. Ờ cho chỉnh. Đi thôi. Cây này không cho chỉnh chán gì. Đủ cú phát 700m thôi. Trời ơi, cái nòng ngắm này bắn đảo Hiếu ơi. Cái nòng ngắm này đảo lắm rồi đấy. Mấy cái nòng này nó dài lắm ba. 4.5 luôn ba. Nòng dài phải đái luôn. Tôi đụng tao mới thấy mày bắn đúng không? Ủa, dính rồi. Thôi thôi, dính rồi. Skill mà nó cho dưới cái nòng ngắm có cái grenade launcher đó, phải vậy chứ. Đúng rồi. Xong. Có nào sniper không? Không. Tao sợ hết rồi. So there is this army ranger on leave out of my neck of the heads up. Bowman's file on Yuri and Polito is coming through. Ôi sao bắn được cái cây grenade của tao hả? That's the rundown on Yuri. Mày mày phải up skill ba, up skill cái skill grenade launcher nè. Đã mà, để thử rồi. Check out Bowman's briefing on their chain of command. Guy in charge of security is Mel Murray. Má đã phải Hiếu. 5 viên, 6 viên rồi Hiếu. Đây coi thử rồi.